Vâng, xin chào các bác. Tôi có món này rất hay mới lấy về đây các bác. 10 thùng ổ cắm. 10 thùng ổ cắm của Nhật. Cái này là hàng mới tinh nhưng không thể gọi là hàng bãi được. Hàng bãi nó là hàng đã qua sử dụng. Này, sưu tầm hoặc là các bác chơi đồ thanh dùng những ổ này thì hết ý luôn. Ổ này tôi bán giá 550.000 một chiếc. Lần này tôi bao ship luôn cho các bác nha. Bao ship luôn nếu bác nào xa. Bình thường thì một cái ổ như này, ổ bãi ấy, tôi đã bán giá là 450.000 một chiếc, không bao ship khách đến tận nơi đấy. Thì lần này nhập về số lượng nhiều, nên là để cái giá rất ok cho bác mà lại được ổ mới tinh luôn. Lấy được 10 thùng luôn. 10 thùng nguyên bản. Đăng luôn đi cho máu vừa về chiều nay. 10 thùng hàng ổ cắm. Trong mỗi một cái thư hộp này, nó có 10 chiếc. Đây, tôi bỏ sẵn ra đây. Lưu ý các bác nha, ổ cắm bãi của Nhật thì tôi đã bán rất nhiều từ đợt trước rồi. Nhưng đợt này rất hay là nhập được một lô 10 thùng hàng, có nghĩa là 200 chiếc ổ cắm mới tinh luôn của Nhật. Đây là thông tin cái vỏ hộp, nó đóng theo hộp này. Dài 1,5 m, công suất chịu tải là 1.500 W. Đèn LED, có LED. Rất hay luôn, rất giá trị. Khỏi phải chơi ổ cũ làm gì. Nhưng tôi vẫn có ổ cũ. Nhưng lần này nó là cả ổ mới. Và tôi bán bằng cái giá ổ cũ luôn cho các bác. Nghĩa là 450.000 chiếc. Nhưng lần này tôi bao ship luôn. Còn ổ cũ thì tôi vẫn bán với cái giá là không có ship kia cả bác nhá. Ổ này mới tinh luôn. 6 lỗ cắm. Và đặc biệt là có từng công tắc cho từng ổ. Nét căng luôn. Phải nói là cực kỳ giá trị luôn. Những cái ổ 6 lỗ mà tôi bán thì thường nó không có 6 cái công tắc này đâu, nó chỉ có một công tắc là cùng. Nếu bác nào đã mua rồi hoặc là xem những video tôi đăng thì biết. Ở đây là cái vỏ 1.500 W. LED màu xanh này. Hàng vừa về tôi đăng lên, nếu bác nào có nhu cầu thì đặt hàng thì tôi sẽ gửi cho. Lưu ý là ổ mới tinh chưa sử dụng nha. Ổ của Nhật. Phê ghê. 200 chiếc, có nghĩa lô hàng này tôi lấy được 200 chiếc. Thấy nó ngon quá nên bốc hết. Bốc hết liền 200 chiếc. Phục vụ cho các bác chơi đồ âm thanh Nhật bãi. Các bác lưu ý là ổ cắm của Nhật thì ổ cắm của các thiết bị nước ngoài nha, nó chỉ ra dùng ổ dẹt thôi. Ngoài ông Việt Nam, ông Trung Quốc, ông Hàn Quốc là dùng lỗ tròn. Còn các nước khác dùng đều ổ dẹt hết. Có nghĩa bên Nhật hoặc các cái thiết bị hàng bãi điện 100 thì chỉ dùng ổ dẹt, ổ cắm chân dẹt. Đây như này. Đó. Chứ chân tròn các bác không cắm được đâu nha. Nên là các bác phải để ý. Và xin cảm ơn. 200 chiếc và giá 450.000 một chiếc. Ổ này nó còn xịn hơn cái bộ ổ 450.000 tôi bán ổ cũ nhá. Ổ cũ thì nó không được đẹp mới như này đâu và nó không có công tắc cho từng cái lỗ cắm đâu. Xịn sò lắm, chẳng qua là giá nó nhập về nhiều nên tôi để cái giá cực kỳ ok cho các bác. Bao ship. Nên là tính ra nếu các bác nào mà ở xa hoặc gần thì cái này thì tính ra thì tính chỉ 400.000. Bởi vì cái này nếu đóng gói và gửi cho các bác cũng tốn khá tiền ấy, vì nó tính theo kích thước mà. Nó dài nên nó tính theo kích thước cũng khá nhiều tiền. Tôi đoán phải 5 đến 60.000 một cái để vận chuyển. Và xin cảm ơn. Nên là tôi thông báo cho các bác là có cái sản phẩm nó về như vậy. Nếu các bác chơi một bộ giá đơm thanh thì dây loa hoặc dây AV hoặc ổ cắm thì đầu tư thêm thì nó cũng chả đáng bao nhiêu. Xin cảm ơn.